chào các bạn trong clip này chúng ta sẽ cùng học về cây chinh trong .NET. cây chinh là một phần không thể thiếu trong các ứng dụng lớn vì nó cùng nó sẽ giúp cho hiệu năng tổng thể của chúng ta tăng lên rất nhiều nhờ việc lưu lại những dữ liệu thường xuyên được truy cập chúng ta có thể đọc lại nó một cách nhanh chóng từ các phần bộ nhớ có tốc độ cao hơn cũng như việc truy việc truy vấn dựa trên các key sẽ nhanh hơn. Các bạn có thể tưởng tượng là khi các bạn gửi một câu lệnh câu truy vấn SQL đến cơ sở dữ liệu SQL Server thì với một câu đơn giản ví dụ như SQL uh, SELECT FROM USER WHERE USER ID bằng thì SQL Server nó sẽ phải làm rất nhiều việc. Thứ nhất nó sẽ phải diễn dịch câu lệnh SQL đó ra thành một câu uh, thành một cây cú pháp rồi sau đó nó sẽ phải phân tích xem các bước cần làm gì và xây dựng một excursion plan sau khi có excursion plan thì nó bắt đầu lại phải đọc dữ liệu từ trên đĩa uh, các phần dữ liệu đó có thể nằm ở các trang dữ liệu khác nhau sau khi đọc xong các phần dữ liệu đó nó lại phải tìm kiếm nó lại phải so sánh các giá trị trong các trang dữ liệu đó để tìm ra bản ghi những bản ghi có giá trị khi phù hợp với điều kiện mà chúng ta đang tìm vì cơ sở một cơ sở dữ liệu có thể rất lớn nên dữ liệu nó có thể nằm rải rác ở trên đĩa tốc độ đọc dữ liệu trên đĩa cứng cũng chậm hơn rất nhiều so với trong bộ nhớ chưa kể khi chúng ta thực hiện một câu truy vấn, thì các điều kiện có thể nằm ở các cột khác nhau và các phép so sánh sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Nếu chúng ta đưa có khả năng đưa những dữ liệu mà chúng ta thường truy cập nhất vào trong bộ nhớ đệm và trong cache, thì chúng ta khi chúng ta đọc ra sẽ nhanh hơn rất nhiều. Các dịch vụ cho phép chúng ta lưu trữ dữ liệu đệm bên trong. Sẽ, thông thường sẽ tối ưu rất nhiều cho việc tìm kiếm theo key và uh, khả năng sử dụng bộ nhớ. Do vậy nên thay vì uh, một câu lệnh uh, tìm một câu lệnh select có thể dẫn tới hàng ngàn hàng vạn uh, uh, câu lệnh nhỏ bên trong cũng như hàng ngàn hàng vạn câu lệnh đọc dữ liệu từ trên đĩa thì có thể nó sẽ được tối ưu lại chỉ bằng một phép tìm kiếm trong một cây trong một uh, dictionary có sẵn trong bộ nhớ. Việc tìm kiếm như vậy sẽ giúp tối ưu hệ uh, tối ưu hiệu năng của hệ thống lên rất rất nhiều. Trong rất nó có hai phần chuyên hỗ trợ cho cây Trinh Một là các lớp liên quan đến uh, memory uh, các lớp trong uh, cây memory chấm memory hai là các lớp trong cây disputed chấm trong clip này chúng ta sẽ tập trung vào phần distributed nguyên nhân là vì uh, khi các bạn dùng uh, khi các bạn đệm dữ liệu trong bộ nhớ thì phần dữ liệu đệm đó chỉ có thể được dùng duy nhất bởi tiến trình của bạn bạn không thể chia sẻ dữ liệu đệm nó ra cho nhiều nhiều ứng dụng khác hoặc nhiều máy chủ khác do vậy mà cái chấm memory thông thường được dùng trong các ứng dụng client à, chúng, tất nhiên trong thực tế chúng ta vẫn dùng rất nhiều ví dụ như khi chúng ta cần truy vấn đến các API thì thay vì chúng ta phải à, mỗi lần chúng ta cần đọc dữ liệu thì chúng ta lại phải gửi để truy vấn đến nó một lần thì chúng ta có thể đệm lại trong bộ nhớ Bản thân trong list này cũng có hỗ trợ memory tuy nhiên thông thường chúng ta chỉ dùng để test vì nó cũng có một vấn đề tương tự với caching memory đó là uh, cái đó nó không uh, chia sẻ được uh, và mỗi một máy chủ phải phải dùng một uh, phải có một bộ đệm riêng bên ngay bên trong bộ nhớ của nó để sử dụng uh, caching memory khá là đơn giản vì uh, chúng ta thông thường chúng ta sẽ chỉ có trong một ứng dụng chúng ta chỉ có một uh, instance của uh, cái kết này thôi uh, các bạn uh, để sử dụng thì các bạn có thể đơn giản là uh, đăng ký memory kết vào và mỗi khi các bạn cần lấy càng đưa dữ liệu vào hoặc đọc dữ liệu ra từ kết thì các bạn sẽ gọi câu lệnh này để lấy ra một đối tượng có kiểu là iMemoryCache. Thông thường, trong mỗi một ứng dụng thì chúng ta chỉ có một vùng nhớ để làm uh, MemoryCache thôi. Cho nên, nếu các bạn, mỗi khi các bạn gọi đến uh, lệnh này, thì nó sẽ trả về cùng một đối tượng. Uh, các bạn có thể tưởng tượng Na là uh, cái đối tượng iMemoryCache này, nó là một single tên khi các bạn muốn đọc dữ liệu hoặc ghi dữ liệu vào thì các bạn có thể làm theo các ví dụ giống như ở dưới đây ví dụ như các bạn có thể gọi set để các bạn đưa dữ liệu vào à, khi các bạn đưa dữ liệu vào thì các bạn cũng có thể đặt cái thời gian mà mà cái mục đó nó hết hạn tức là sau sau thời gian đó thì mục dữ liệu được đệm lại đó sẽ bị hủy và nếu các bạn request lại cái mục đó sau đó thì các bạn sẽ lấy ra luôn các bạn có thể uh, xem các ví dụ trong phần này mình sẽ để link đến cái trang này trong uh, trong cái cái khi khi mình publish cái video này lên các bạn có thể vào đó các bạn xem uh, khi chúng ta cần uh, khi chúng ta khởi tạo thì chúng ta gọi đến cái này rồi khi chúng ta cần lấy cái get ra thì chúng ta gọi cái này rồi chúng ta muốn đưa vào thì chúng ta gọi đến set và chúng ta muốn lấy ra thì chúng ta thử gọi try get value nếu nó ra được một giá trị khác null thì có nghĩa là trong get đang có dữ liệu những cái này thì khá là đơn giản ngay cả việc ngay cả khi các bạn dùng distribute uh, get thì nó cũng tương tự thôi À, tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu thêm một vài vấn đề liên quan đến cái này. À, ví dụ như là nên sử dụng nó như thế nào, à, nên viết code như thế nào để à, có thể flexible nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy xuống tới phần Distributed Cache. À, đây. Ở đây nó có nói, trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ dùng chúng ta sẽ cần phải sử dụng một cái distributed cache tức là một cái bộ nhớ cache mà nó sẽ nằm ở uh, trên một máy tính khác uh, chúng ta dùng nó khi chúng ta ở uh, trong khi chúng ta viết một ứng dụng mà nó có thể phân tán trên nhiều máy chủ ví dụ như khi chúng ta đang nếu các bạn sử dụng memory cage thì nó sẽ chỉ có tác dụng trên từng máy thôi và sang tới một máy khác thì nó không còn ý nghĩa nữa Uh, khả năng uh, hộ, trong trường hợp các bạn có nhiều server thì tất cả các server đó mỗi cái nó đều phải duy trì một vùng bộ nhớ cache của nó Tất nhiên, nó sẽ có một vài nhược điểm Thứ nhất là với trường hợp memory cache thì vì cái object đó nó nằm ngay bên trong bộ nhớ của chương trình cho nên chúng ta không cần phải serialize hoặc là deserialize các object tức là chúng ta không cần phải biến convert cái object đó thành một dạng mà chúng ta có thể gửi qua đường mạng à, thông thường thì chúng ta hay phải convert một object nếu chúng ta dùng muốn gửi một object qua đường mạng thì thông thường chúng ta phải convert nó sang một dạng à, chẳng hạn như là string hoặc là một mạng byte thì chúng ta mới có thể gửi đi và nhận lại được khi chúng ta nhận lại xong thì chúng ta cũng phải convert ngược trở lại. À, với memory cache thì chúng ta không cần làm điều đó bởi vì nó vốn là các object ngay trong bộ nhớ rồi. Một vấn đề nữa đối với distributed cache là à, nó sẽ chiếm nó sẽ chậm hơn nhiều so với memory cache đơn giản là vì chúng ta sẽ phải à, convert nó sẵn thành một dạng lưu trữ à, được. Rồi sau đó chúng ta phải truyền thông qua đường mạng. Khi chúng ta nhận về chúng ta sẽ cần phải truyền thông qua đường mạng. Do vậy cho nên tốc độ mạng giữa máy của các bạn và máy cache sẽ ảnh hưởng đáng kể lên tốc độ của tổng thể của ứng dụng. Bản thân distributed cache nó có hỗ trợ uh, memory cache, tuy nhiên như các bạn có thể thấy một cái warning, một cái caution ở đây đó là các bạn chỉ nên dùng trong môi trường phát triển hoặc là test thôi. Các bạn không nên dùng nó trong môi trường production. Nguyên nhân là gì thì chúng ta cũng đã vừa nói đến. Ngoài memory thì .net nó có hỗ trợ sẵn ba gói sau để làm việc với ba loại server khác nhau. Thứ nhất là SQL là cho phép cache dữ liệu trong SQL server. Thứ hai là trong Redis và thứ ba là trong NR-Cache với redis thì trước đây họ có một uh, microsoft có một gói riêng tuy nhiên có vẻ như nó không được tốt bằng gói của stack exchange cho nên sau này họ dùng luôn cái gói của stack exchange bây giờ chúng ta sẽ học cách sử dụng uh, nó như thế nào uh, mọi thứ chúng ta cần nó sẽ nằm xung quanh cái đối tượng này nó sẽ nằm xung quanh cái interface uh, distributed này uh, chúng ta sẽ làm bằng cách nào đó chúng ta sẽ đăng ký một cái case vào trong bộ nhớ vào trong ứng dụng à, chúng ta sẽ có thể lựa chọn là chúng ta muốn sử dụng loại nào thì chúng ta đăng ký loại tương ứng sau đó chúng ta sẽ uh, lấy ra lấy ra cái đối tượng distributed case này thông qua uh, dependency injection và chúng ta gọi set hoặc là set sinh để chúng ta đưa dữ liệu vào vào trong bộ nhớ cây đó. Mọi việc lần sau, nét nó sẽ làm. Khi chúng ta cần, thì chúng ta sẽ lấy bằng Get hoặc là Get Async. À, cho các bạn nào chưa, chưa học, chưa biết Async là cái gì, thì nó là một à, phương pháp để chúng ta có thể viết các ứng dụng à, có nhiều phần chạy đồng thời. À, tuy nhiên, ở đây thì à, thì chúng ta chưa cần phải dùng đến nó. Chúng ta chưa uh, trong chương trình này chúng ta chưa học. Cho nên nếu các bạn có gặp Async um, sinh thì các bạn cứ việc uh, thì các bạn cứ theo ví dụ mà làm thôi. Uh, nếu các bạn muốn gọi đến thì các bạn sẽ dùng từ khóa Await rồi các bạn gọi đến Async sinh. Uh, bạn cứ nhìn theo ví dụ. Yet và set hoặc là get, get a string và set a string thì nó sẽ chỉ làm việc trên các mạng bay thôi à, tuy nhiên là.net nó còn cung cấp cho chúng ta thêm các extension method uh, cho phép chúng ta có thể làm việc với dữ liệu ở dạng string khi các bạn gọi set thì các bạn cũng có thể đặt thời gian để nó uh, để cái mục dữ liệu đó nó hết hạn khi nó hết hạn thì nó sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ cache và các bạn lấy ra nó sẽ khi các bạn cố gắng lấy lại thì nó sẽ trở về luôn. Uhm, Ở đây các bạn sẽ thấy uh, khi chúng ta set thì nó sẽ chúng ta phải đặt cho nó một cái key và value của nó là một mảng byte như hồi nãy mình có nói thì chúng ta cũng có thể dùng các hàm mở rộng để chúng ta sử dụng string uhm, cái option cho cái mục dữ liệu mà chúng ta muốn đưa vào. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái ba thuộc tính. Nếu chúng ta muốn đặt một chúng ta muốn nó hết hạn vào một thời điểm cụ thể thì chúng ta sẽ dùng thuộc tính này. Ví dụ ví dụ như các bạn muốn đặt là hết hạn vào lúc Ví dụ như bây giờ đang là một giờ, các bạn muốn nó hết hạn vào lúc 2 giờ, thì các bạn sẽ đặt giá trị là 2 giờ, một giá trị cụ thể tuyệt đối vào đây. À, nếu các bạn đặt vào đây, thì các bạn có thể đặt một uh, Time Span vào đây, để các bạn chỉ ra là bao lâu nữa kể từ thời điểm hiện tại, thì nó hết giờ. Các bạn cũng có thể đặt thêm giá trị vào cho Sliding Expiration. À, khi nếu trong đây các bạn có đặt một giá trị thì có nghĩa là nếu sau một khoảng thời gian mà các bạn đặt sau một khoảng thời gian các bạn chỉ định ở đây mà không ai đọc đến nó thì giá trị đó sẽ bị xóa tức là nếu các bạn đặt nó là 5 phút thì có nghĩa là mỗi khi các bạn đọc dữ liệu từ mục đó ra các bạn ghét dữ liệu với cái key đó tương ứng ra thì cái thời gian sống của nó sẽ được đặt reset lại thành 5 phút và cái thời gian cuối cùng đó nó sẽ không được đặt quá cái thời gian mà các bạn đặt trong absolute expiration bây giờ chúng ta sẽ đi vào chương trình demo à, mình dùng lại một chương trình trước đây mình có sử dụng à, đó là một cái project um, có tên là clean architecture mini atm nó là một chương trình giả lập một phần mềm chạy trên máy atm mình dùng nó trong clip về clean architecture trong clip đó thì mình dùng cái cái code trong clip đó thì mình dùng ở trong cái branch này các bạn có thể mở nó ra ở à, đây Chúng ta có một cái là cái... Chúng ta có một cái web app Nó tên là Infrastructure à, Trong đó nó có một cái chức năng Nó có chức năng là lấy danh sách các... các, các tài khoản ngân hàng Dựa trên một uh, user nào đó Ở à, đây à, Chúng ta lấy ra cái... Chúng, khi chúng ta đã có một cái Customer ID thì chúng ta có thể gọi đến một cái uh, chúng ta có thể sử dụng một cái Acre Finder và chúng ta gọi đến một cái hàm uh, File by customer id sinh và truyền cái customer id vào cho nó cái hàm này nó sẽ trong trong chương trình này thì cái hàm này nó sẽ sử dụng lại một cái repository uh, và cái repository đó nó sẽ thực hiện truy vấn vào trong cơ sở dữ liệu ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta tìm kiếm à, khi chúng ta tìm kiếm customer à, chúng ta tìm kiếm account thì chúng ta thực hiện truy vấn dữ liệu và chúng ta không hề có đệm dữ liệu nào là chúng ta không hề có bước đệm dữ liệu do vậy cho nên bất kỳ mỗi khi nào cái trang cái trang để các bạn có thể chọn một tài khoản xuất hiện thì cơ sở dữ liệu của các bạn nó đều được phải được truy vấn một lần. Chúng ta có thể tìm đến cái hàm File by Customer ID async. Ở đây chúng ta, uh, trong cái ứng dụng này thì chúng ta sử dụng um, một cái là repository bằng Akka Finder. thực chất cái hàm này cái hàm này nó chỉ đơn giản là gọi lại cái file by Customer ID async của cái repository thôi. Và cái repository thì nó sẽ truy vấn trực tiếp vào trong cơ sở dữ liệu. Cái này nó là bằng account repository. Um, file, by, file by customer ID đây. Các bạn sẽ thấy nó chỉ đơn giản là sử dụng EF uh, để nó truy vấn vào trong cơ sở dữ liệu. Mỗi lần nó gọi đến mỗi lần nó gọi đến Lệnh, uh, mất rồi. Mỗi lần nó gọi đến đây thì cơ sở dữ liệu sẽ phải bị được truy vấn một lần. Bây giờ bài toán mà chúng ta đặt ra đó là làm sao chúng ta có thể đệm lại dữ liệu để mỗi khi gọi đến uh, File by Customer ID thay vì nó sẽ, nó sẽ phải truy cập vào cơ sở dữ liệu chạy một câu lệnh Select thì nó có thể lấy dữ liệu từ trong bộ nhớ đệm ra. Một yêu cầu nữa đó là hiện tại bạn đã có một chương trình như thế này rồi. À, chúng ta không thích chúng ta không xây dựng một ứng dụng từ đầu. Hiện tại bạn đã đã có một ứng dụng như thế này rồi. Bây giờ làm thế nào để bạn thêm phần hỗ trợ bộ nhớ đệm vào một cách mềm dẻo nhất mà ít phải sửa lại chương trình nhất? ví dụ những phần như thế này mình không muốn phải sửa lại à, tất cả những gì liên liên quan đến use case entities vân vân chúng ta hoàn toàn không đụng đến chúng ta sẽ không phải sửa lại bất kỳ cái gì liên quan đến những chỗ đó chúng ta sẽ không thể viết theo kiểu là uh, if uh, chúng ta có bộ nhớ đệm thì chúng ta gọi hàm um, tìm từ bộ nhớ đệm uh, ngược lại thì chúng ta tìm từ fkfider những cách viết đó là những cách viết, cách viết sai nếu chúng ta chuyển sang một cái nhánh khác là nhánh master thì các bạn sẽ thấy phiên bản mới của nó tức là phiên bản có hỗ trợ bộ nhớ đệm các bạn sẽ thấy trong cái controller này mọi thứ vẫn giữ nguyên chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi gì ở trong controller này cả cốt về repository vân vân mọi thứ đều giữ nguyên à, chúng ta sẽ chúng tất nhiên chúng ta vẫn phải viết cốt để chúng ta có thể thêm phần hỗ trợ các vào tuy nhiên những thay đổi nó sẽ nằm ở mức tối thiểu ở đây chúng ta sẽ sử dụng một uh, decorator có tên là decorator decorator là một decorator cho phép chúng ta có thể thêm các tính năng mới các hành vi mới vào trong các object bằng cách uh, đặt các cái object đó bên bên trong một cái object khác uh, chúng ta gọi nó là một cái wrapper mà cái cái wrapper đã sẽ chứa cái chức năng mới nghe thì có vẻ là nó hơi phức tạp tuy nhiên độ nôm na là như thế này chúng ta vốn đã có các cái interface chúng ta đã có mọi thứ bây giờ chúng ta muốn mở rộng ra để cho cái Arcader đó nó có khả năng uh, tìm kiếm trong bộ nhớ kết uh, hỗ trợ thêm bộ nhớ kết thay vì chỉ tìm kiếm trong SQL uh, Server chúng ta sẽ tạo ra một lớp mới uh, lớp đó cũng là một Arcader lớp đó cũng là một Arcader tuy nhiên nó sẽ nhận thêm vào uh, thông tin về bộ nhớ kết và nó sẽ mở rộng cái chức năng đó ra trong uh, hàm tìm kiếm trong hàm by customer id chúng ta sẽ clone lại cái project này uh, chúng ta copy cái link chúng ta click new oh, oh, một um, chọn nó vào đây mini atm clone ta sẽ cái cốt mà chúng ta lấy về, cái cốt mà chúng ta lấy về nó sẽ là cốt của uh, phiên bản cập nhật, tức là cốt của phiên bản đã hỗ trợ của nhớ cache. Còn cái cốt ban đầu nó nằm trong cái cái nhánh này, thì nó là phiên bản mà mình dùng trong mình dùng trong video về clean architecture và trong trong phiên bản này thì nó không hỗ trợ như nhu uhm, kết Đây à, Đây là project uh, chính Infrastructure Ở à, đây các bạn sẽ thấy Chúng ta vẫn sử dụng y e head uhm, Không có gì khác hết Khi chương trình của chúng ta khởi chạy lên Thì ở à, đây chúng ta build nó một cái đi để cho nó tải các cái thư viện về ở à, đây khi chúng ta chạy lên thì chúng ta sẽ lấy thông tin về các cái option về cái bộ nhớ cache này từ cái file này à, chúng ta tự thiết kế ra cái cấu trúc này và chúng ta sẽ đưa nó vào trong chúng ta sẽ bài nó vào trong cái object như thế này ba thuộc tính uh, kiểu kiểu bộ nhớ uh, kiểu uh, bộ nhớ đệm chúng ta sẽ hỗ trợ là memory sql server hoặc redis uh, nếu nếu là sql server thì chúng ta có thể đặt thêm thông tin uh, về sql server ở trong cái object này object này là đã là đây bao gồm tên của connection string. Tên của connection string chứ không phải bản thân connection string. Chúng ta sẽ phải dùng cái tên đó để chúng ta look up ở đây. Mình không muốn lưu mình không muốn lưu những những cái mà mình không muốn lưu connection string vào cái chỗ nào khác ngoài cái mục connection string này. Um, name và table name sql server nó cho phép các bạn có thể phân cấp một lần lần nữa một cái database vào trong những phần nhỏ hơn những nhóm nhỏ hơn chúng ta gọi nó là cái schema và với redis thì chúng ta có option là cái connection string name luôn đây chúng ta có một cái connection string name là redis redis Cache và chúng ta sẽ có một connection string có tên ở trong đây ở um, à đây à, khi chúng ta khởi chạy lên thì chúng ta sẽ um, lấy cái thông tin về bộ nhớ cache rồi chúng ta gọi đến hàm um, init um, f 12 ở à đây chúng ta sẽ có cái chúng ta sẽ kiểm tra nếu là nó là memory thì chúng ta gọi đến hàm add memory nếu nó là SQL Server thì chúng ta sẽ gọi đến thì chúng ta phải kiểm tra xem là cái option SQL Server nó có hay không nếu trong file option này nếu trong file JSON này mà chúng ta không có mục này thì chương trình sẽ báo lỗi bởi vì chúng ta đang yêu cầu sử dụng SQL Server như bộ nhớ kết mà chúng ta lại không cung cấp cho nó thông tin để kết nối đến chúng ta gọi đến hàm um, add uh, distributor server cache tương tự cho redis redis là một uh, server cho phép chúng ta có thể lưu trữ thông tin ở dạng key value uh, tất nhiên nó sẽ còn nhiều um, khả năng của nó còn nhiều hơn như vậy tuy nhiên redis là một trong những server phổ biến nhất trên thế giới được dùng cho cái nhiệm vụ này um, ở đây hình như nó đang bị lỗi download các cái gói về cho nên là nó bị nó không tìm thấy các cái thư viện này à, mình thử stop nó đi um, build cancel stop nó đi lâu lâu thì nó bị như vậy rồi chúng ta chạy lại thử xem Visual Studio vấn đề này chúng ta close nó lại chúng ta mở lại cái cái project mà chúng ta vừa mới clone về nó đang restore nó đang restore các cái thư viện Uh, hồi nãy mình có nhắc đến uh, decorator uh, decorator button thì ở đây chúng ta implement cái decorator button ở trong đây uh, ở đây mình có thêm một project riêng hỗ trợ cho cái use case và hỗ trợ riêng cho việc cây trình trong đó chúng ta có hai lớp thứ nhất là cái option cho việc cây việc, cho việc tìm các cái uh, bạn ác cao trong bộ như kết và thứ hai là một cái decorator class bản thân cái decorator class decorator đó nó chính là một cái băng ác cao luôn uh, chúng ta wrap nó lại bằng cách chúng ta implement nó chúng ta nhận vào một đối tượng cha uh, cũng cũng là một băng ác cao fighter À, chúng ta nhận vào bộ nhớ kết chúng ta có các option rồi ở đây là lock để chúng ta ghi lock ra và trong cái hàm file by a customer id async thì chúng ta sẽ thử chúng ta dựng lên một cái key sau đó chúng ta sẽ thử tìm xem trong bộ nhớ kết đó nó có chứa cái object nào có cái kỳ đó hay không nếu không có nếu không có thì chúng ta sẽ lấy cái uh, thì chúng ta sẽ lấy cái uh, thông tin đó từ object cha object cha ở đây chúng ta có thể truyền vào chính là một cái ai um, một uh, một cái ai um, SQL Archive Repository Archive Finder à đây chính là cái này mình vừa bấm vào rồi mà mình vẫn nhìn thấy như vậy ở đây các bạn có thể thấy khi chúng ta tạo ra một cái cây table Archive Finder bản thân nó nó chỉ mở rộng tính năng cho cái việc tìm kiếm ra bằng cách nó tìm thêm trong mỗi nhớ kết và nếu có thì nó return về nếu không có thì nó sẽ gọi lên lớp cha lên đối tượng cha và đối tượng cha của nó chính là đối tượng repository bằng folder mà chúng ta có từ trước nếu các bạn quay lại với cái project này mà ở phiên bản cũ thì các bạn sẽ thấy khi chúng ta đăng ký vào chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp uh, chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp cái đối tượng kia luôn cái đối tượng repository accountfinder luôn Chứ chúng ta không gọi, có chúng ta không sử dụng thông qua một bộ nhớ một bộ đối tượng cat uh, ở đây chúng ta có tìm đây khi chúng ta đăng ký vào trong uh, trong uh, service collection uh, và trong dependency injection thì chúng ta đăng ký trực tiếp cái repository cafeider vào trong cái i bằng cafeider luôn. Còn trong ví dụ này, sau khi nâng cấp thì chúng ta sẽ đăng ký là cái này. Và cái này nó có cha là cái này. Hành vi của cái này đó là à, đó là nó sẽ tìm ở trong à, bộ nhớ đệm trước, nếu không có thì nó sẽ gọi lên lớp cha và sau đó nó lấy dữ liệu trả về đó nó đưa vào trong bộ nhớ kết, rồi nó trả về cái đối tượng mà nó đã tìm ra còn trường hợp nó tìm ra được tức là dữ liệu trả về khác luôn thì nó trả về luôn khi nó đưa vào thì nó sẽ đưa nó sẽ đặt cái thời gian uh, hết hạn ở đây các bạn sẽ thấy cái cái đối tượng cache uh, entry option này chúng ta có ở đây và chúng ta khởi tạo nó uhm, ngay khi chúng ta tạo ra cái đối tượng cái chế độ ban espresso này luôn. ở đây mình tránh bởi vì cái đối tượng này nội dung của nó là lấy từ cái tham số này và tham số này một khi đã đưa vào rồi thì nó không thay đổi nữa. cho nên mình sử dụng một đối tượng mình khởi tạo một cái đối tượng option này ở đây luôn và khi mình cần thì mình sẽ truyền nó vào đây luôn. Mình không gọi new mỗi lần ở đây để giảm bớt số lượng mình cấp phát trong bộ nhớ. Các bạn có thể mượn, tưởng tượng ra rằng đây là một hàm cũng thuộc iBank Nó mở rộng tính năng của hàm file customer ID uh, sinh trong các object cha của nó các object cha của nó có khả năng tìm nhưng không có khả năng sử dụng bộ nhớ kết và nhưng à, ở trong lớp này nó chỉ cần nó không quan tâm là lớp cha tìm như thế nào nó chỉ hộ mở rộng thêm tính năng là tìm từ trong bộ nhớ kết ra mà thôi chúng ta có thể truyền vào lớp cha của nó chúng ta có thể truyền vào cái bộ nhớ kết này là redis hoặc sql server hoặc memory chúng ta không cần quan tâm cái kiểu cụ thể nó là gì chúng ta chỉ cần quan tâm đó là một i có một điểm lưu ý quan trọng đó là trong cái option này nó có cái thời gian hết hạn ở đây mình đặt là cái thời gian hết hạn tính từ thời điểm hiện tại tức là nó sẽ tức là ví dụ như trong ví dụ này chẳng hạn mình để là 10 giây thì có nghĩa là sau 10 giây thì cái mục mình đưa vào nó sẽ hết hạn khi đó mình lấy về nó sẽ bị nó sẽ bị xóa đi và mình lấy về nó sẽ bị nôn việc đặt cái thời gian hết hạn là bao lâu là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi các bạn sử dụng cache à, mỗi à, à, thời gian càng dài thì thì hiệu năng của các bạn đạt được càng lớn bởi vì các bạn sẽ càng phải ít truy vấn vào dữ liệu bên dưới, nhưng bù lại dữ liệu của các bạn nó càng có xác suất bị sai so với dữ liệu của database ở phía bên dưới nhiều hơn. Vì vậy chúng ta phải biết được là dữ liệu chúng ta đang lưu trong bộ nhớ kết là bộ là loại dữ liệu gì thì khi đó chúng ta mới đặt giá trị nó giá trị ở đây một cách phù hợp và với những trường hợp quan trọng thì khi chúng ta làm thao những thao tác cuối cùng để cập nhật lại cơ sở dữ liệu thì thông thường chúng ta sẽ phải kiểm tra lại một lần nữa ví dụ như khi các bạn kết lại giá tiền của một sản phẩm chẳng hạn thì khi các bạn tạo đơn hàng các bạn phải lấy giá trị của nó các bạn phải kiểm tra xem cái giá trị của nó vào thời điểm đặt hàng nó có khớp với giá trị trong bộ nhớ kết hay không chứ không được lấy dữ liệu từ trong bộ nhớ kết ra rồi đưa vào rồi tạo ra đơn hàng bởi vì có thể khoảng thời gian từ lúc các bạn lấy lấy dữ liệu ra và đưa vào trong bộ nhớ kết cho đến khi các bạn tạo đơn hàng đó thì người ta đã sửa lại một cái giá mới rồi thêm một ghi chú nữa đó là à, cái phương cái cơ chế cái chiến lược để lấy để sử dụng bộ nhớ kết giống như trong ví dụ này à, người ta có một cái tên riêng cho nó à, người ta có một cái tên riêng cho nó nó là cache aside tức là các bạn à, tức là khi chúng ta cần dữ liệu chúng ta sẽ đọc trong bộ nhớ trong bộ nhớ cache nếu có thì chúng ta sử dụng nếu không có thì chúng ta sẽ truy vấn database rồi chúng ta lấy cái dữ liệu đó để, vừa để sử dụng vừa đưa lại vào trong bộ nhớ cache à, cách sử dụng này nó cũng nó có một tính chất đó là nó là lazy init tức là khi lần đầu tiên các bạn chạy lên thì bộ nhớ kết này nó sẽ rỗng nó chỉ có dữ liệu cho đến khi nào các bạn bắt đầu đọc nếu các bạn tìm các chiến lược sử dụng bộ nhớ kết khác thì các bạn sẽ thấy nó giới thiệu thêm một vài dạng nữa tuy nhiên từ góc độ app từ góc độ viết ứng dụng thì có lẽ là Cage sai là chiến lược phổ biến nhất cũng như là chiến lược mà các bạn cũng như là chiến lược duy nhất mà các bạn có thể dùng sử dụng khi các bạn đứng từ góc độ uh, client đứng từ góc độ uh, application writer tức là các bạn chỉ có thể sử dụng chiến lược này khi trong code của các bạn thôi còn những chiến lược khác thông thường nó sẽ được implement thông qua cache server hoặc là database server uh, các bạn hầu như các bạn không làm gì với 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 chừng uh, trong code chương trình cả Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy ở đây. À, mình không nhớ là mình đang sử dụng cái, cái là gì. Ở đây mình đang sử dụng là SQL Server. Và mình sử dụng cùng cái database mà chúng ta đang lưu dữ liệu ở đây luôn. À, vì khi chúng ta sử dụng SQL Server thì chúng ta phải khởi tạo ra một cái table cho nó để chứa dữ liệu. À, lần đầu tiên chúng ta chạy. Chúng ta chưa, khi chúng ta chạy mà chúng ta chưa khởi tạo cái bảng đó Thì nó sẽ bị lỗi Giờ chúng ta cứ thử đi F5 à, Cái database đó SQL Server đây Đây là giao diện chương trình à, Khi chúng ta Bấm vào đây hoặc vào đây thì nó sẽ list ra các account có trong hệ thống à, Tức là nó sẽ gọi đến chức năng uh, controller đây Nó sẽ gọi đến chức năng này Chúng ta sẽ để breakpoint ở đây Chúng ta connect ở đây Chúng ta xem cái database của chúng ta à, có, Chỉ có các bạn cần thiết thôi, chưa các bạn kết dữ liệu Chúng ta sẽ bấm vào Transfer Nó sẽ nhảy vào Đây Chúng ta bấm F11 Để nó chạy vào bên trong cái hàm à, Ở đây chúng ta có một cái use custom ID là như thế này Thì khi đó cái key Nó sẽ được tạo ra thành như thế này à, Cái key này như thế nào là do bạn chọn các bạn khi các bạn chọn các bạn nên đặt nó làm sao để nó ngắn gọn nhưng nó là duy nhất tức là khi các bạn truy vấn hai một dữ liệu khác nhau thì các bạn không thể tạo ra một cái kỳ trùng nhau được nhưng nó nên càng ngắn gọn càng tốt bởi vì cái bởi vì càng ngắn thì cái thao tác so sánh kỳ nó càng nhanh ở đây nó sẽ báo rằng chúng ta không có cái bảng này cho nên nó bị lỗi à, chúng ta sẽ tắt đi và đổi sang uh, memory trở lại transfer f 11 ở đây uh, tạo ra cái key bây giờ chúng ta xem thử cái kiểu cái dạng của key cái cache này là gì chúng ta sẽ thấy cái kiểu của nó là một cái memory distribu uh, distributed cache Uh, với dạng memory thì luôn luôn nó luôn luôn thành công khởi tạo thành công à, có thể dữ liệu bên trong nó không có nhưng nó không bao giờ có chuyện khởi tạo không thành công bởi vì nó đơn giản là các object trong bộ nhớ thôi ở đây nó tìm không thấy cho nên nó mới chạy vào nó gọi lại cái hàm uh, file by customer id của lớp cha lớp cha của chúng ta đây chính là cái repository branch classifier à, và dữ liệu nó lấy về xong nó sẽ ra một cái mẹ một cái uh, enumerator uh, enumeration có bốn thành phần chúng ta sinh ra một cái chuỗi json để chứa cái 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 list đó rồi chúng ta đưa nó vào trong bộ như cái rồi chúng ta trả về đối tượng mà chúng ta đã lấy được từ database chúng ta chạy là sẽ lấy ra được bốn mục đó chính là bốn mục có trong cái bảng này giờ chúng ta quay trở lại và chúng ta sử dụng SQL Server để làm như vậy để làm như vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái comment Ở đây mình có một cái Mình có một cái um, ghi chú Cho cái um, Việc khởi tạo đó Bạn có thể xem trong cái program Chúng ta sẽ chạy một câu lệnh như thế này. Mình không nhớ là mình cài cái lệnh này hay chưa nữa. Nhưng chúng ta cứ chạy thử. Ở đây chúng ta sẽ dùng câu lệnh uh, câu connection string này, chúng ta cho vào đây. Cái table name thì chúng ta cũng lấy từ cái option này luôn nếu các bạn sửa ở đây thì các bạn cũng sẽ phải sửa ở đây. Chúng ta sẽ dùng cái schema mặc nhiên là dbo, à, cái database nào nó cũng sẽ có. À, các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ dbo chấm như thế này ở phía trước trước tên của bạn, trước tên table. Bây giờ chúng ta chạy, à, nó không tìm thấy cái lệnh này chúng ta sẽ copy cái này enter vào đây để cho nó cài đặt cái tool này chờ một chút để nó tải về thông thường nó nhanh lắm nhưng mà không biết tại sao bây giờ nó không biết mạng nó có bị gì không mà nó quá chậm nếu nếu các bạn chạy thành công thì nó sẽ tạo ra một cái bảng ở trong trong cái database này nó có tên là tên là chính là cái tên mà các bạn vừa mới 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 đặt đó get data chính là cái tên này và trong đó thì nó cũng chỉ có vài cột thôi bốn năm cột gì đó à, chứa giữ chứa cái key chứa dữ liệu chứa um, cái ngày hết hạn ở à, đây được rồi mình không hiểu rõ tại sao bữa nay nó chạy chậm như chúng ta chạy lại câu lệnh ở phía trên enter. À, như ở đây các bạn sẽ thấy có một cái bảng mới được tạo ra. Refresh. À, đây, đây chính là cái bảng chứa dữ liệu Good. Select, Các bạn sẽ thấy nó có một, hai, ba, bốn, năm. Thực ra nó chính là những cái giá trị mà chúng ta đặt vào khi chúng ta ép vào thôi cũng không có gì hết bây giờ chúng ta chạy lại chúng ta đã sửa nó thành SQL Server rồi bây giờ chúng ta chạy lại transfer ở đây chúng ta sẽ thấy cái Acrofider của chúng ta là cái cây table và Acrofider chúng ta F11 chạy vào bên trong chúng ta sẽ thấy cái case bây giờ nó sẽ lại là quay trở lại là SQL Server. Và tìm không thấy gì hết. Chúng ta sẽ chạy lên, chúng ta sẽ gọi lên cái hàm ở lớp cha. Lớp cha thật thực ra nó chính là cái repository bằng Akafider. Bây giờ chúng ta sẽ insert dữ liệu vào trong uh, cái table này. F5 lại, không chưa có gì hết. Chúng ta gọi Uh, set. Vậy chúng ta quay lại đây, chúng ta, chúng ta đã thấy có một cái kỳ mới, chính là cái kỳ mà chúng ta đang uh, đang đặt ở đây. Uh, value nó đã mã lại thành binary uh, và ngày giờ hết hạn, giá trị trả về. Um, ở đây các bạn sẽ thấy nó ghi uh, storing tức là nó đang đưa dữ liệu vào trong cache chúng ta tạm thời bỏ cái um, controller này chúng ta bỏ cái này đi để cho nó uh, ở đây mình có đặt uh, thời gian hết hạn cho nó không biết mình có đặt không ở đây mình không có đặt trong option um, chúng ta có thể xem cái thời gian hết hạn của nó là bao lâu mình không nhớ chính xác bao nhiêu uh, chắc là 10 15 giây gì đó. Đây. 15 giây. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có nếu chúng ta refresh cái trang này trong vòng 15 giây thì nó sẽ không có hiện cái dòng chữ dòng store lên. Bởi vì nó sẽ không cần phải lấy lại giá trị mới. Chúng ta refresh nó. Ở đây nó lấy lại. Có lẽ là nãy giờ đã quá 15 giây rồi. Chúng ta refresh cái nữa. Chúng ta sẽ không thấy. Chúng ta sẽ thử một lúc. Sau khoảng 15 giây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có một dòng mới. Nó sẽ ra một cái dòng storing mới. Đó, quá 15 giây rồi. Trong 15 giây đó thì chúng ta không nhìn thấy. Bởi vì đơn giản là trong 15 giây đó thì nó sẽ không nó sẽ không chạy vào đây trong 15 giây đó thì nó sẽ thấy cái này bằng bằng null à, khác null chúng ta refresh nó vào đây cho nên nó không nhảy xuống đây bây giờ refresh lần nữa thì nó sẽ nhảy xuống phần dưới ở đây các bạn có thể thấy nhờ sử dụng đi có repeater pattern mà chúng ta uh, không cần phải sửa đổi uh, lớp repository uh, chúng ta không cần phải sửa đổi cái lớp rep repository kafkaider chúng ta chỉ cần uh, sửa lại một chút ở, ở cái code khởi tạo là xong và thay vì chúng ta truyền vào cái repository kafkaider thì chúng ta sử dụng nó Thông qua một lớp trung gian là bộ và Kphder, đây chính là lớp decorator. Tới đây các bạn đã biết cách sử dụng cây trong .net, các bạn cũng đã biết một uh, design pattern mới là decorator. Decorator được dùng rất nhiều với get. Uh, Nó giúp cho chúng ta tách biệt chức năng kế tra với ra khỏi những chức năng cơ bản phía bên dưới thay vì trong một lớp Uh, trong một lớp accumulator chúng ta vừa phải quản lý bộ nhớ cache chúng ta lại phải vừa quản lý uh, cách truy, c uh, truy cập dữ liệu bên dưới thì chúng ta có thể tách nó ra làm hai phần và chúng ta có thể sử dụng lại cái lớp decorator đó cho bất kỳ cái lớp uh, accumulator bên dưới nào mà chúng ta có clip này đến đây là hết nếu các bạn thấy hay các bạn có thể chia sẻ các bạn có thể đăng ký các bạn cũng có thể tặng hai uh, ly cà phê thông qua việc đăng ký làm thành viên trên trang youtube tạm biệt các bạn